Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích một phúc trình ngày 8 tháng 7 của Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc là đầy dối trá và do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đạo diễn. Tuần này, người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet công bố phúc trình chi tiết về các cuộc hành quyết không thông qua xét xử, tình trạng tra tấn, đày đi biệt tích và những vi phạm nhân quyền khác do lực lượng an ninh Venezuela thực hiện trong những năm gần đây. Chính phủ Venezuela nói rằng phúc trình của Liên Hợp Quốc mang tính chọn lọc và rằng nguồn tin của Liên Hợp Quốc là thiếu khách quan.